Alo, chào cả nhà, ngoại chào các cháu. Vừa rồi thì có cháu nó ở dưới Trà Vinh đó, nó cũng gửi về cho ngoại để ngoại chia sẻ lại cho các cháu với cả nhà cùng nghe. Thì coi như là cái câu chuyện này là nhân quả báo ứng phải không? Thì hiện tại bây giờ cái người đó vẫn còn, người vợ vẫn còn, nhưng mà người ta tạm giấu tên, giấu cái địa chỉ đó. Tại vậy này là cháu này là ở đó sớm nó mới kể lại cho ngoại nghe thôi giờ đó, thành thử nó không có nói đích danh sợ người ta biết. Coi như là bây giờ đó, hả, cái cô vợ này còn nhưng bị xích lại, còn anh em họ hàng hoặc là cha mẹ rồi vẫn còn luôn, cha mẹ hai bên vẫn còn nhưng mà chồng thì chết đó. Thì coi như là ở Trà Vinh á, hai vợ chồng mới cưới nhau thì ở đâu cũng được gần năm rồi. Thì cô vợ này mang thai, mang thai cái bà và vợ á mới nói, nó mang thai con so vậy đó, mua thịt cầy á cho nó ăn nó mát. Nhưng mà nghe nói là đi khám bà mụ nói là hồi xưa thì đâu có vụ siêu âm đồ đâu, bà mụ giường mà bà coi bà nói sao, bà nói là thấy là sanh đôi đó, thai á sanh đôi. Thì cả nhà hai bên bên nào cũng mừng hết trơn, bên ngoại bên nội cũng đều mừng hết trơn. Rồi mới bà và vợ mới biểu là chàng rể đi kiếm chó Hàng Nằm á cho nó, vợ nó ăn cho mát, cho bổ bổ thai nhi nữa, Chó Hàng Nằm là chó gì vậy? cho con á đó. Cho nên nó hả, nó mới đi đi giờ không có ở lúc sớm thì coi như là ở dưới cũng nhà cũng thưa thớt lắm đó, cái thời điểm nó thưa thớt lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Cái nó đi kiếm không có, không có cái nó mới về, nó về nó bắt con chó nhà, bạn chó nhà đang có bầu gần sanh rồi nữa. Cái nó nói thôi giờ mày á hả, mày á trả ơn cho tao đi, tao nuôi mày, giờ mày trả ơn cho tao đó, mày đi đầu thai sớm đi cho hết kiếp chó. Thì nó mới hả kêu mẹ nó làm, nó chấn nước chó rồi nó đập đầu thôi, chó chết. Làm ra thì trong bọc nó có mấy con luôn đó. Cái đó mới chó Hàng Nằm, trời ơi, chàng rể với mẹ vợ mừng húm mà đó, lấy đó luộc rồi cho nấu cháo đậu xanh rồi cho vợ mình ăn rồi. Rồi hả lối sớm mà ai nói à, ăn trứng ngỗng mà tốt cho thai nhi hay là gì, rồi nó kiếm trứng ngỗng có, nó mua trứng ngỗng có, nó bắt ngỗng nó làm thịt luôn đó, chim chóc cái gì rắn rết gì rồi nó cho ăn hết trơn luôn á, không có ngoại trừ cái gì đó đó. Nó đi mà nó thấy con vật gì mà lạ lạ là nó đều bắt về cho vợ nó ăn, làm cho vợ nó ăn cho bổ đó. Rồi á hả, nó đi xuống đi ở đó mà nó đi xuống bến phà ha, thấy người ta bán mấy con bù cắt rồi đó, cũng mua về nó lấy máu nó cho vợ nó uống với rượu rồi cho bổ bổ thai nhi. Thì coi như cái thai nó quá bổ, bụng to tướng cô vợ đi không nổi luôn á, mà 10 tháng rồi mà chưa sanh, đâu phải như bây giờ có siêu âm rồi đâu đó. Thì coi như là hả, ngồi đâu ngồi một chỗ mà ai cũng nói thôi bây giờ đi xin gạo đi cho nó ăn cho nó đi sanh, đi không nổi mà cũng ráng đi đi xin gạo về nó ăn cũng tỉnh que, không có sanh sỏi gì hết. Cái tới chừng người ta nói thôi giờ mướn xe chở vợ nó đi xuống bệnh viện đi, hồi xưa ở đó là có xã ấp thôi chứ đâu phải như bây giờ là tỉnh Trà Vinh đâu đó. Thì nó chở xuống, chở với xã, thì nhà bảo sanh xã đó ta coi, người ta nói trời ơi này 10 tháng là già, quá già hơn 10 tháng luôn rồi, bây giờ mổ thôi chứ không có tư cách nào mà để sanh, trời sanh hết trơn á, cái thai nó càng lớn càng khó sanh đó. Mà con biết hồi đó đâu có đủ thuốc men dụng cụ gì đâu mà đi mổ,
Thì mổ cô hả, vừa mổ rồi cái lấy cái thai ra vừa làm băng nữa. Tưởng là mẹ chết luôn. Trời ơi, vừa mổ ra lấy cái thai ra rồi á, bà ngoại bà nội gì cũng xỉu á, ai cũng xỉu hết trơn luôn. Đi ba người người nào cũng xỉu hết, coi như là chồng quá nha, chồng cũng xỉu mà má vợ cũng xỉu mà má chồng cũng xỉu luôn. Rồi cái hả, đẻ ra hai cục thịt bằng bắp dế vậy nè, lớn hơn cái bắp chuối một chút ha. À, nói nôm na nhìn giống như con chuột vậy đó, mà như cái bắp chuối vậy, bự như cái bắp chuối vậy đó, có đuôi đen xì mà có hậu môn, nhưng mà đều không có mặt mắt mũi gì hết trơn á. Có hậu môn có đuôi mà đen thù lùi à, giống như là con chuột vậy đó, chuột cống vậy đó. Thì người ta mới, trời ơi, ta bu lên ta coi quá trời, người nhà người ta nói thôi, rồi nhà báo người ta lại, người ta không cho đăng. Ta nói nếu đăng à, tao nói là gia đình này chắc thất đức lắm, sao mà đẻ con vậy phải không? Cho nên á, bà không cho đăng. Bà nói thôi không có đăng. Thì á hả, hai đứa này nè, nó để đem vô trong nhà nghiên cứu, giống như bệnh viện phụ sản lớn vậy đó, tao bỏ vô keo á để nghiên cứu phải không? Không chịu luôn. Bà nói thôi, cháu của bà không cho mang đi đâu, bà đem về phải chôn. Thì bà đem về phải chôn một sao nhà đó. Còn á hả, bà mẹ con mẹ nó đó, thì coi như từ hồi mà sanh rồi á, giống như tâm thần vậy đó, ngồi đâu nó nhảm đó, nói nhảm đã rồi á, ai mà lại hỏi thăm gì là đánh người ta đó, đúng không? Cứng cát rồi, đi vòng vòng đánh người ta, mà ưa đánh lén lắm, gặp ai đập nấy à đó. Cho nên á hả, làm quá đi ở đó, người ta đòi người ta đi thưa, ta thưa người ta nói, thì ta ở xã nè, ta đòi bắt đi đem nhốt giống như mấy người tâm thần vậy đó. Bả mới nói thôi giờ con bả là cái số nó cũng bạc số, mà nếu mà đem nó vô bệnh viện thì tội nghiệp nó. Thôi bây giờ để bả nhà bả xích nó, bả xích lỏng nó để cho nó nhà. Thì bây giờ hiện tại bây giờ cái cô đó vẫn còn, cô đó giờ á coi như là hả trên 40 rồi đó, vẫn còn luôn. Còn người chồng á thì á hả, giống như tâm thần thiệt tình luôn, đi á lảm nhảm rồi á hả, biết sao không, gặp vợ á thì á, gặp cái gì dao á, lấy dao nó cũng khứa tay, rồi á quần áo nó cũng cắt, tóc nó cũng lên nó sởn, cái đầu nó chính nó lấy tay nó sởn luôn. Còn á người chồng á hả thì đi nghênh ngang rồi á hả, bị tâm thần, giống như tâm thần người ta bắt người ta nhốt xong không, ta xét nghiệm không có thấy bệnh gì hết trơn á, ta thả ra, tại vì người ta nghĩ là tâm thần phải không, ta bắt người ta nhốt nhưng mà không có bị bệnh gì hết, ta thả về, ta thả về ngủ bờ ngủ bụi vậy. Mà người nhìn người dơ giấy lắm à, không có tắm rửa, giống như người tâm thần đi lang thang giống như mấy người cái bang vậy đó. Đó, quần áo thì tơi tả vậy. Cái lối xóm người ta mới nói thôi bây giờ á, bà dụ cho chú đi vô trong chùa đi, tặng cho nghe kinh rồi vậy đó. Chứ hả bây giờ á hả chú á, cái nghiệp chú không biết làm sao mà bây giờ thấy như vậy mình không hiểu được. Cái không biết sao vô chùa nghe kinh sám hối á. Bò không? Bò giống như là con chó vậy mà tru. Bò rồi tru rồi ai mà đi động đất á thì đau nhức la lông lộn vậy đó. Trời ơi, giống như ngộp nước vậy đó. Đó, chịu không nổi. Rồi cái hả nghe mấy chập hồi kinh đó, cái tự nhiên ngã ra. Ngã ra và mất luôn, chết luôn. Đó. Thì coi như là đem về cũng chôn gần hai cái cục thịt đó đó, chôn gần hai cái cục thịt đó. Xong rồi bây giờ hiện tại bây giờ thằng chồng thì chết rồi, cái năm đó cái chú đó, chú chết là chú 50 mấy tuổi đó, 56 57 tuổi gì. Còn cô vợ thì cũng 50 rồi,
Thì hả, hiện tại bây giờ vẫn còn bị xiềng. Cô đó hiện tại giờ vẫn còn bị xiềng. Thì ở ngoại kể cái câu chuyện nó hơi ngắn vậy đó. Đó, ngoại xin kể tiếp theo. Hồi xưa đó, thì coi như mấy người mà người ta bán bắp xôi với khoai mì bào rồi đó. Con biết không, đâu có muỗng nhựa như mình bây giờ đâu. Bán đó là toàn là đi cắt lá dứa gai không à. Vậy con biết sao, bà đi cắt lá dứa gai á, rồi bà về bà cắt như một gang tay mình vậy nè. Đó, bà rọc rồi bà bó lại. Bà bó lại bà bán cho mấy người mà bán xôi bắp khoai mì bào. Với lại bắp mà bắp như mấy người Bắc người ta bán á, xôi bắp á. Đó. Cái con nhỏ cháu nó kể lại là hồi xưa bà nội của nó ở trong cầu Bà Tàng đi xuống á, cái dãy đó, cái đó là ném về quận 8. Cái bà đang cắt lá dứa, bà chồm chồm bà đang bán cắt vậy phải không? Cái bà nghe tiếng con nít khóc. Cái bà nói: "Trời ơi, con ai mà khóc chạng vạng rồi mà sao để cho em bé ra đường khóc vậy?" Đó. Cái bà nghe tiếng khóc nữa, cái bà dòm bà thấy ỉ như chân bả nè, cái gì nhột nhột. Thì bả dây là bả lượm cái kết lưỡi trai á, cái lưỡi trai mà hồi xưa mai giải ráp màu đỏ, màu trắng, màu tím này vậy đó. Cái bả thò tay, bả thò tay bả lượm cái kết đó lên. Bả lượm cái kết lên, cái bả nghe cái tiếng nói: "Bà ơi, trả cho cháu bà ơi. Bà ơi, trả cho cái nón là cho cháu." Bà nghe bà nói: "Ủa, cháu ở đâu mà cháu kêu bà trả?" "Cháu đây nè, cháu dư gốc dứa nè bà ơi. Hiện tại bây giờ bà biết cái gốc dứa này là nhà của tụi cháu ở, bà biết bao nhiêu đứa không? 12 đứa đó bà." Cái rồi bà nói: "Trời." Bà nói tiếng trời, cái bà nhảy lên cầu liền. Tại hồi xưa cái cầu dán không biết không. Bà nói: "Trời ơi." Bà nhảy lên liền. Lết không, lết không, cái bà gặp mấy cái người mà ta ở gần gần đó đó, để nhà ta cầu dán ta đi qua đi lại mà. Cái bà kêu cái chị Hai đó, bà kêu: "Hai ơi, Hai ơi, lại cho dì hỏi thăm coi Hai." Cái hỏi gì, hỏi gì gì. "Trời ơi, cái bụi dứa này bộ nhiều dông lắm hả, nhiều dông nhi lắm hả." Cái con biết sao, cái chị Hai chứ, nó trời, nhà con ở gần đây mà con đâu có thấy gì đâu, mà đâu có ai chết trôi gì đâu. Cái bà mới nói: "Trời ơi, dì nghe rõ ràng luôn đó, mà dì thấy cái kết lưỡi chai nhỏ xíu à, khoảng chừng em bé chừng 1-2 tuổi đội vậy đó." Bà nói vậy đó, rồi cái kêu trả nón lại đó, rồi hỏi cháu đâu, nói cháu ở dưới gốc dứa này nè, nhà cháu dưới gốc dứa nè, tới hả 12 đứa, tất cả là gia đình cháu tới 12 đứa. Cái bà về cái ngày mai, cái bà kêu thằng con bà, mà thằng con bà hồi xưa thì tại vì nó sợ đi lính quân dịch đó, không biết không, chế độ cũ á, cho nên nó mới nó biết nó làm sao với nó mà cục hết hai ngón, còn có 8 ngón à. Cái bà nói: "Thôi mày đi cắt cho tao đi lá dứa đi, nay tao muốn bệnh quá rồi." Bà nói vậy mà bà, tao ngồi ở trên đầu cầu, mày cắt mày đưa tao, tao rọc gai luôn. Hồi đó tự do con biết không, cắt đó rồi rọc gai liền luôn. Bà ngồi bà cắt xong bà bó luôn tại chỗ luôn đó. Cái ông này cũng nghe lời đi xuống cắt, cắt xong xuôi cái đang ngồi cắt nhìn xuống: "Ý trời ơi, má ơi, con của ai vậy?" Cái bà má bà hỏi: "Con của ai là con của ai?" Nói: "Trời ơi, kìa, ngồi kìa. Trời, con thấy nhỏ nhỏ mà quy hồng bày luôn." Cái bà mới nói: "Mày ấy toàn dứa gai không mà sao mà nó chui vô đó được, mà mày nói vậy. Con ai đâu, con ai?" Cái thằng nó mới dọn miệng nói vậy nè: "Con của bà đó." Nói: "Cái này có nước ma chứ con nít nào mà dám vô dứa gai mà ngồi chính giữa bụi dứa gai vậy." Đó. Vừa nói vậy con biết sao, đứng dậy dùng mình xong nhảy xong luôn, chứ không có nhà leo lên bờ. Nhảy xong rồi cái bắt đầu đứng dậy múa tay múa chân rồi đá dữ dội phải không.
đứng dậy đá xong pha rồi dữ dội lắm. Cái mấy người đó mới kéo vô nhà, kéo nhà mới cột. Cột rồi cứ có hồi xưa có cái ghế ngựa đó con biết không? Cột xuống, nói buông tôi ra. Trời ơi, à, tôi chích vô chích nổi tôi lạnh lẽo lắm. Bây giờ anh em tôi muốn đi đi siêu thoát mà biết đi bằng cách nào. À, chưa có, tao chưa có mở mắt chào đời mà má mẹ tao giục tao xuống đây rồi. Cá nó rỉa nó ăn, đứa thì cục giò, đứa thì còn một mắt. Mà bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi. Mà con ngộ ha con, liện cái bầu thai mà lớn ha. Bây giờ đứa nào cũng lớn rồi mà giờ muốn đi học đó, mà không biết làm sao đi học đó. Đứa thì cục giò, không đứa nào lành lặn hết trơn. Tại không biết làm sao giục xuống bụi dưới gai đó, nó cá nó ăn nước lớn lên đó, vậy là cá nó rỉ á, nói hả, trời ơi cá lồng tông nó rỉ á, nó ăn. Cái cậu nó la vậy đó, cái đầu có cái thằng người miên nó đi bán giải Mỹ A rồi vậy con, đi luồn luồn vô cái kêu nó lại hỏi nó biết không, cái bắt đầu nó lại nó trăm tiếng. Tiếng âm, tiếng gì đó không biết nữa. Cái con biết, nó chăm tiếng âm nó nói. Nói xong cái nói, bây giờ á, tội nghiệp lắm. Bây giờ ở đâu? Bây giờ ở đâu? Cái bà mới chỉ, bà nói ở ngay chỗ cái cầu gián đó. Gần nhà của 2A đó. Biết không? Quẹo xuống cái nhà sàn 2A đó, có bụi dưới gai bự được bự. Mà bây giờ hiện tại giờ đó, nó nói là tới 12 cái dông nhi đó là bây giờ không biết làm sao mà cho nó đi lên cái thôi ông bà dẫn tôi lại đi, cái dẫn lại cái ba nó đứng đó, nó đứng đó cái nó nhìn xong cái nó mồi đi xuống, nó hút cái nó nói cái tiếng âm tiếng gì không biết nữa, cái nó đứng dậy nó cười xong cái nó đứng dậy cái nó nói thôi bây giờ á con nói cho mấy bà biết ở đây á có cái chùa nào không, bà vô bà nói mấy ông sư á làm phước đi, biết không, ông sư làm phước đi, tại vì bây giờ 12 cái dông nhi bây giờ ở dưới sơ sát lắm, mà bây giờ muốn đi học, muốn người ta muốn đi học hành gì á, rồi á hả, ta muốn đi siêu thoát đó, thì bà mới về, bà mới nói thôi được rồi, bà ở trong đó thì chùa nhiều lắm con biết không, đi vô cái chùa. Bà vô cái chùa bà nói thì có cái ông sư đó, ổng mới nói thôi được rồi, ổng muốn làm phước luôn, để ổng kêu thêm sư phụ ổng, để ổng kêu thêm sư phụ ổng lại cái chỉ ngay chỗ đó ha, cái ổng mới vẽ 12 cái hình nhân con biết không, ổng nó có miếng giấy này nè, ổng vẽ 12 cái hình nhân xong cái ổng đem cái miếng vải tay đỏ đó, ổng ịnh cái miếng giấy đi vô trong giấy tay đỏ, rồi ổng đọc cái gì không biết nữa, rồi ổng mới lấy cái tay nải của ổng ra, ổng nói thôi theo ông đi về, rồi ổng mới hả ổng đổ nguyên một mấy cái bình nước của ổng con, ổng đổ xuống cái bụi dứa đó, rồi ổng cúng nha, ổng đốt với quần với áo rồi với lại có giống như giấy hồi xưa đâu có thể nón giờ đâu, giấy mà làm bằng nón á con biết không, nón dớ vậy đó, ổng đốt ngay cái bụi dứa đó xong xuôi rồi ổng nói rồi theo ông về nghe kinh ổng mau siêu thoát, rồi đứa nào á giỏi á muốn đi làm cậu trạng thì ông cho đi, ổng lấy cái tài nải ổng mấy ông sư không biết không, có tài nải bỏ vô rồi ổng cuốn cái đó lại ổng đi đó. Thì bà ngoại kể câu chuyện nó như vậy đó, cháu nó gửi về cho ngoại thì ngoại chia sẻ lại cho các cháu nghe với lại cả nhà cùng nghe. Thí dụ như cháu nào mà có thương mến ngoại đó, có chuyện gì gửi về cho ngoại, xa gần gì cũng được, trong nước ngoài nước gì cũng vậy, gửi về cho ngoại là khám phá bí ẩn, cái kênh khám phá bí ẩn đó có YouTube rồi nó đăng lên luôn đó, thì các cháu nhớ gửi về cho ngoại rất cảm ơn.